Quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của forex.com.vn ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong giao dịch forex luôn ẩn chứa những cạm bẫy, không chỉ từ thị trường mà là từ chính bản thân người giao dịch. Sự khôn ngoan hay tài giỏi đều trở nên vô nghĩa khi chúng ta không kiểm soát được chính mình. Chính quan niệm sai lầm phổ biến ngay sau đây có thể là bài học thấm thía trước khi bạn bắt đầu bước vào cuộc chơi khốc liệt này. Đầu tiên là sử dụng quá nhiều chỉ báo hay một hệ thống giao dịch phức tạp. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối, đặc biệt là những người mới, thường tin rằng cần phải sử dụng nhiều chỉ báo để hiểu đầy đủ về biến động giá, hoặc sử dụng một hệ thống phức tạp sẽ giúp họ có nhiều lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến họ tập trung vào việc tìm kiếm và nghiên cứu các chỉ báo thay vì biến động giá. Điều này sẽ cản trở sự tiến bộ trong giao dịch của bạn và khiến bạn mất thời gian trong việc tìm kiếm một hệ thống giao dịch đơn giản và hiệu quả hơn. Số 2, là không có kế hoạch kinh doanh forex ngay từ đầu. Hầu hết các trader đều phạm sai lầm vì họ nghĩ rằng không cần thiết phải có một kế hoạch kinh doanh, hoặc họ sẽ làm nó sau cùng. Họ sai lầm khi không coi việc giao dịch như điều hành một doanh nghiệp và cần phải có một kế hoạch cần thiết. Việc sở hữu một kế hoạch kinh doanh sẽ giúp bạn có trách nhiệm với những thua lỗ của mình, giúp bạn tập trung vào những rủi ro có thể xảy ra. Thường xuyên đọc kế hoạch của mình mỗi ngày có thể giúp bạn đi đúng hướng và không ảo tưởng về lợi nhuận đạt được. Điều số 3, vào lệnh dựa vào cảm xúc chứ không phải đi theo thị trường. Có rất nhiều yếu tố dẫn tới việc giao dịch dựa vào cảm xúc. Đó là lý do giải thích tại sao rất nhiều trader mất tiền. Để kiếm được tiền, bạn phải kiểm soát được bản thân, thay đổi thói quen và tư duy sai lầm về hệ thống giao dịch. Điều này thực sự rất khó khăn, đòi hỏi bạn phải thực hiện hàng ngày để hình thành thói quen tích cực. Điều số 4, không kiên nhẫn. Kiên nhẫn chính là điểm yếu nhất của những người mới. Hầu hết mọi người đều tiếp cận thị trường với quan điểm sai lầm. Họ sa vào những ảo tưởng về lợi nhuận trong ngắn hạn. Họ nghĩ rằng nó sẽ làm thay đổi cuộc sống hiện tại của họ và giải thoát họ khỏi công việc khó khăn hàng ngày. Do đó, nếu phải giao dịch với áp lực, nó sẽ không đủ kiên nhẫn chờ đợi những giao dịch có xác suất thắng lợi cao. Vì thế bạn thường kết thúc thất bại. Điều số 5, bắt đầu giao dịch quá sớm. Xuất phát từ sự thiếu kiên nhẫn, tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng và chúng ta bỏ qua giai đoạn giao dịch trên tài khoản demo hoặc dành rất nhiều thời gian cho nó. Giao dịch trên tài khoản demo không những giúp bạn kiểm tra sự hiệu quả trong chiến thuật kinh doanh của bạn mà còn giúp bạn có được sự tự tin khi giao dịch với tiền thật. Nếu bạn không kiếm được tiền khi giao dịch demo thì chắc chắn bạn sẽ thua lỗ khi giao dịch với tiền thật. Số 6, mình nghĩ rằng mình có thể dự đoán được thị trường. Sau một chuỗi lệnh thắng, bạn thường có suy nghĩ mình có thể dự đoán thị trường và kiểm soát nó. Tuy nhiên, trên thực tế, quy mô của thị trường forex là rất lớn. Không ai có thể can thiệp vào thị trường, nhất là những nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta. Vì thế, nếu không muốn mất tiền, bạn phải đi theo thị trường thay vì cố gắng dự đoán và kiểm soát nó. Điều số 7, cho rằng tin tức là vô cùng quan trọng. Tin tức và các biến số cơ bản của nền kinh tế chỉ là chất xúc tác gây nên sự di chuyển của thị trường, còn biến động giá mới là kết quả cuối cùng của các xúc tác đó. Tuy nhiên, nhiều trader lại quá tập trung vào đọc và phân tích các thông tin kinh tế có ảnh hưởng đến thị trường. Nghĩa là bạn đang tập trung vào việc phân tích các nguyên nhân, chứ không phải là phân tích giá đang biến động thế nào. Trên thực tế, thì biến động giá luôn phản ứng ngược với kỳ vọng của các trader khi dựa trên một bản tin đặc biệt. Số 8, không hiểu sức mạnh của tỷ lệ lợi nhuận rủi ro. Nhiều trader thua lỗ vì không nhận ra họ đang đánh bạc trên thị trường. Họ thường quá tập trung đến lợi nhuận mà quên mất đi rủi ro trong giao dịch đó. Các trader chuyên nghiệp biết rằng kinh doanh trong forex thực chất chỉ là trò chơi về xác suất, vì thế họ luôn xác định trước mức độ rủi ro rồi mới tính đến lợi nhuận có thể bù đắp cho lần giao dịch đó. Chính vì thế, tỷ lệ lợi nhuận rủi ro được coi là chén thánh trong kinh doanh forex. Đó là yếu tố quyết định sự thành công trong giao dịch forex, chỉ sau yếu tố kỷ luật và kinh nghiệm. Điều số 9, bạn không hiểu về khối lượng đặt lệnh. Nhiều trader khi giao dịch mà vẫn lầm tưởng rằng khi đặt stop loss càng lớn thì rủi ro trên tài khoản càng lớn và đặt stop loss càng nhỏ thì rủi ro của họ sẽ ít đi. Do đó, họ thường mắc sai lầm phổ biến là điều chỉnh stop loss thấp để có khối lượng vào lệnh nhiều thay vì phải điều chỉnh khối lượng vào lệnh theo các khoản stop loss hợp lý nhất và thực tế nhất. Khối lượng giao dịch chính là kết quả và là mục tiêu của kế hoạch quản lý tiền trong giao dịch forex. Hãy nhớ rằng thị trường ngoại hối không dành cho những kẻ yếu tim. Tâm lý vô kỷ luật này hay sự vội vàng tháo thắng đều sẽ trở thành kẻ thù tàn phá tài khoản của bạn. Để thoát khỏi những cạm bẫy của thị trường và sự yếu đuối của chính mình, bạn cần kỷ luật, kiến thức và phương pháp của một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.